Hướng dẫn các bạn cách mình bảo mật website và backup website lại nha. Thì đầu tiên hướng dẫn các bạn cách backup website. Giờ mình làm xong hết trơn rồi nha, mình muốn sao lưu một bản thì làm như thế nào? Thì trên cái website của mình sẽ có một cái plugin duplicator. Nếu giả sử không có thì mình sẽ cài thêm vô nha. Không có thì mình cần lên cái plugin này, mình tìm duplicator. Duplicator không cần chữ RAW cũng được, là cũng được, cũng backup được rồi. Còn trên đây của tôi thì kêu cài bản RAW các bạn rồi, cho nên bạn xài luôn nha. Nếu sự mình không có, mình vô cài mới này. Mình search duplicator là nó sẽ ra, mình cài vô mình sẽ được cái công cụ duplicator để backup website nha. Mình search đây là chữ là duplicator này. Nó sẽ ra cho mình ở đây. Sau khi search xong á, mình sẽ thấy được cái công cụ duplicator ở đây mình cài đặt. Còn đây tôi cài cái bản duplicator ở đây có sẵn rồi cho nên không cần cài nữa. Đây. Đây. Renew. Đây, backup. Rồi sau đó mình đặt tên gì đó đây, viết liền ha. Và nét tới. Rồi sau đó bật build. Nó sẽ đợi nó build cho mình. Sau khi chạy 100% full rồi á thì nó sẽ hiện lên đây. Và sau đó nó ấm download. Nó download là file nhất là file zip. Download file zip và file controller hai file này ha. Bấm download ở đây download hai file. Còn đào từ file bấm từ hai cái dưới này để đào mình hai file. Và dưới này file controller và file zip. Giống như cái file cài đặt đầu tiên tôi gửi cho các bạn. Mình cài đặt tiếp theo các bước cài giống như cái buổi đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn cách cài đặt. Cái buổi đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn cài sao thì giờ mình cài y vậy nha. Đào được hai file này. Đó là cách mình backup website nha. Rồi tiếp theo bây giờ thì mình hướng dẫn các bạn tiếp là phần là mình bảo mật website. Rồi tiếp theo là mình sẽ cấu hình bảo mật ha. Bảo mật thì mình sẽ cài login bảo mật vô, cài mới. Cài login là item security ha. Mình kiếm login item security. Mình search login này. Rồi sau khi xong mình thấy login là có cái khiên nè, bởi item nè, security nè ha, đó, bấm cài đặt. Rồi sau khi mình cài xong rồi á, thì mình bấm nút kích hoạt ha, để kích hoạt ha. Rồi ha, kích hoạt xong rồi thì mình sẽ thấy nút security đây, và setting đó. Tên là mình security site đó, mình nhập email của mình vô ha, acti ha. Rồi slow đó. Ở đây nó kêu mình là get email key, mình get email key luôn đó, lấy key về đó, sell lại luôn đó. Rồi sau đó mình cấu hình nha. Enable 404 là enable hết mấy cái bảo mật lên 404. Rồi khi mà có cái sự ai mà thay đổi file đột ngột á thì nó nếu mình có cái SSL á, nghĩa là có ổ khóa ở đây á thì bật SSL, còn không thì thôi enable luôn đó, enable hết này. Rồi sau đó qua tab advanced thì mình admin user nè, mình sửa lại ID số 1 phần số khác ha. Admin cái tài khoản admin của mình á, mình đặt là tên khác, không đặt là cái tên không đặt là cái tên admin nữa, đặt tên admin thì ta dễ biết, đặt tên gì đó admin thời trang đi, admin ví dụ cái thời trang, admin thời trang ha, trên Google sau mình đăng nhập lại cái tài khoản ha, tài khoản đó ha. Ở đây mình có đổi rồi tài khoản khác rồi. Rồi sau đó mình mới
boiler cài đặt tiếp admin. Xong chỗ này ông cái chỗ mà change database subfit á, change lệnh là thử khác luôn. Yes, change lệnh luôn. Tại vì cái này mà để mặc định như một red á thì nó không bảo mật. Rồi thứ cái tiếp theo là cái backup. Backup mình lập tự động backup nha, backup database nha, chỉ backup database thôi. Backup là 30 bản, mỗi ngày một bản nha. Tháng mình có mỗi ngày có một bản nha. Enable là backup là mỗi ngày một bản. Nó sẽ tự động sell vô đâu, email hay là sell vô, vừa sell vô hosting, vừa sell vô email luôn nha. Rồi, nếu hosting nó sell database vô một ngày backup. Rồi backup xong rồi, tiếp tục với tiếp theo phần admin này. Hai backend, nghĩa là khi mà vô website mình mặc định mình vô là WP admin đó, không ai cũng biết. Thì mình đổi lại không vô WP admin, hay vô một đường dẫn khác cho riêng mình ha. This enable mình đổi tên thành admin thời trang đi. Khi sự admin thời trang nó mới vô ha. Rồi. Admin thời trang này. Sell. Cái tên này như là mình đã trang rồi đó, cái đường dẫn này xéo xong à. Rồi bây giờ mình vô bằng cái đường dẫn, nếu mà mình vô bằng đường dẫn này đi, mới vô bằng dẫn này nó sẽ báo lỗi là không biết thấy địa chỉ. Nếu mà đăng nhập khi mình cải bằng bảo mật vô, đăng nhập mật khẩu sai 3 lần tự động nó sẽ khóa lại, không cho đăng nhập nữa. Quý nha. Rồi mình sẽ đăng nhập đúng cái đường dẫn nè, admin thời trang. Bây giờ sẽ dẫn ra đúng cái này, password. Admin cái tài khoản admin thời trang đó và password. Nó nhập sai này, nhập sai 3 lần là khóa tài khoản nha. Khóa luôn, nhớ điều kiện khóa luôn á. Mình muốn mở thì mình dùng 4G, mình nhớ là mật khẩu mình đăng nhập lại. Nó khóa là khóa địa chỉ IP tại chỗ mình đăng nhập đó. Mình phải tắt cái modem mạng internet mình tại chỗ đó, mình mở lại. Xong rồi mình đổi IP hay đăng nhập lại. Nó khóa nữa thì tắt mở lại lần nữa thì thôi. Tắt nào nhớ password thôi. Đi chỗ khác làm việc. Quên luôn rồi, thấy chưa? Đó. Đó là cách này làm nha. Rồi kết thúc video backup và một website đây luôn nha.